Hello các bạn nhá. Chào các bạn. Hello các bạn nhá. Bạn hò quá, hò mãi đéo khỏi nhỉ. Như các bạn thấy là chuẩn bị mở bán áo Missy Gaming. Theo như dự kiến là giữa tháng 3 bắt đầu mở bán các bạn ạ. Và cái mức giá thì mình xin công bố luôn là 199.000. Tới là sẽ mở bán và các bạn có thể đặt ngay. Hiện tại thì áo có sẵn ở trong kho rồi nên không phải như áo Refund Gaming đợt vừa rồi nữa. Các bạn đặt là 1-2 hôm sau là sẽ có áo ship về nhà luôn, đối với các bạn ở xa. Còn đối với các bạn ở trong nội thành Hà Nội thì các bạn sẽ được nhận ngay sau ngày hôm sau. Hoặc là các bạn có thể qua streaming house của Refund Gaming tại Hoàng Cầu để các bạn lấy áo 100% cotton các bạn nhé. 200 làm gì, đi trẻ 199 nghe cho nó rẻ, ông buồn cười, cứ 200. Cho mình thấy cái mức giá này cũng hợp lý rồi. Cái áo Refund Gaming này in đắt hơn rất là nhiều so với cái áo cái áo Missy Gaming này in đắt hơn rất là nhiều. Chất liệu nó khác, chất liệu nó 100% cotton các bạn ạ. Và cái chất lượng in nó cũng khác cho nên là giá nó cao hơn bên áo Refund Gaming một tí. Cái này mình chia sẻ thật với các bạn luôn, chứ không phải là vì áo Missy nên là cái kiểu in nó vẫn thế mà giá nó cao hơn đâu. Tại vì cái giá gốc của nó đã cao hơn rồi cho nên là cái chất liệu cotton ấy luôn nó đắt hơn cái chất liệu áo đấu của bên Refund Gaming. 200, 199 quan trọng đéo gì. Tiền thương hiệu 100.000 mẹ rồi, thế bạn lại nhầm rồi. Đi mà cái áo này mình in thì đéo rẻ thế đâu các bạn. Mình đéo biết là các bạn đi mẹ làm in ấn hay các bạn gì nắm rõ giá thế, nhưng mà nó đéo rẻ đến mức đấy đâu. Đi lại lãi thế đéo được 100.000 cái áo. Trời ạ. Hôm nay có áo làng. Với cả hôm nay mình hứa các bạn là chơi Resident Evil rồi mà. Các bạn biết đấy, tính mình thì không bao giờ thất hứa. 250 có bán không? Đéo là đéo. Giữa tháng 3 mình bắt đầu mở bán nhá. Lúc mà mở bán mình sẽ thông báo với các bạn sau. Áo size gì cũng có, yên tâm. Để bạn yên tâm là đủ size hết. Với cả mình nhắc lại là lần này áo là có sẵn trong kho rồi, nên là các bạn đặt là có áo luôn, chứ các bạn không phải đợi lâu như áo Refund Gaming đợt vừa rồi đâu. Vừa rồi mình còn dự trù số lượng, như lần này thì mình in tạm mấy nghìn cái. Bán hết thì hết, không hết được thì làm giveaway. Đấy cho nó nhanh. Áo nhìn hơi thô ấy, đỉnh file là file máy tính cơ mà. Trời ơi, ông đã đỉnh và mình nhìn cái ảnh, ông đã biết là áo hơi thô rồi. Ảnh dựng ngoài máy tính ấy mẹ ơi. Ảnh ấy là mẹ đao trên mạng về lắp cái logo vào thôi. Trời độ. Có oversize không anh nhá? Có, size gì cũng có em nhá. 10XL cũng có luôn. Anh ơi em không vào được shop của anh, khó hiểu quá. Hiện tại size đã mở đâu các bạn? Chưa mở đâu. Có phí ship không anh nhá? Có. Phí ship 30.000. Hình như là thế. Cái này vợ mình quản lý, mình không biết, mình chỉ quảng cáo hộ thôi. Khổ lắm. Cảm ơn Cường Thiên Tài nhá. Anh vào hát từ năm ngoái đến giờ mà không thấy dỗi vãi lồn toàn thất thượng. Em làm sao đấy, hôm trước anh vừa mới hát mấy bài xong. Cái này play đua. Cảm ơn Trường nhá. Uầy, 100 đô à. Uầy, đợi anh tí nhá. Cái này anh phải đọc kỹ lại. Em đợi anh tí để anh chỉnh lại cái này. Ít mà em cay thế nhở. Dạo này không vui quá anh ơi, cuộc sống là những thứ gì đó khó hiểu vãi cả lồn. Nói thật với các bạn là như này nhá, mình chia sẻ thật với các bạn này. Dạo này mình cũng đéo vui. Dạo này mình có nhiều thứ trong cuộc sống mình là mình thì phải mình mất tập trung vãi lồn. Và có nhiều thứ trong cái cuộc sống này là mình thì phải mình buồn vãi lồn ấy. Từ chuyện gia đình cho đến chuyện công việc, cho đến chuyện loanh quanh, những cái thứ xung quanh mình. Đến cả những cái buổi stream có lẽ là các bạn xem gần đây các bạn thấy. Đôi khi mình muốn ngồi nghỉ. Mình nghỉ khoảng 1 tháng sau mình quay lại để mình có nhiều cái thứ để mình kể với các bạn, mình có nhiều cái niềm vui hơn và cái quan trọng là mình cảm thấy thư giãn. Mình đéo còn cái cảm hứng trong cái công việc stream nữa. Nó không giống như ngày xưa khi mà mình đợi đến 10 giờ mình rất là háo hức, thì bây giờ thì mình cứ đến 10 giờ là mình sẽ ngồi nghĩ hôm nay mình sẽ chơi gì, hôm nay mình sẽ nói gì, hôm nay mình sẽ làm cái gì. Công việc nó không còn tự nhiên nữa mà nó khiến cho mình nó bị như kiểu là mình phải làm, chứ mình không phải là cái hứng thú của mình ngày xưa nữa. Cảm ơn mọi người Lạng Sơn nhá. Uầy, vừa đi địp mạng và đón Kim Jong Un về đây à. Ở trong cái công việc này ấy, chỉ có 2 người là mình có thể nói chuyện được. Và mình có thể nói được hết tất cả những cái gì mình đang trải qua, nói ra hết tất cả những cái gì mà mình đang gặp phải và nói để mình có thể xả những cái gì mà mình đang gặp phải ra. Đấy là thằng Piu với cả thằng Seme.
Bọn mình định là cuối tháng 3 này bọn mình sẽ đi nghỉ hay là đi du lịch ở đâu đấy mấy ngày để cho mọi thứ nó quay trở lại cái quỹ đạo bình thường, để cho bọn mình có cảm hứng hơn trong công việc này. Ai cũng thế, ai cũng đang bị cái kiểu thế. Nhưng mà mình chưa sắp xếp được, có lẽ là sẽ có một cái ngày nào đấy thì phép các bạn cho mình off khoảng một tuần, mình đi nghỉ và mình tìm lại cảm hứng trong cái công việc mình đang làm. Thực sự là từ đầu năm đến giờ, từ khi mà mình lấy lại được cái kênh, từ khi mà mình bắt đầu làm lại sau đợt nghỉ Tết, mình bắt đầu cảm thấy một cái gì đó nó đeo ổn. Nó cảm giác như là nó đéo còn vui nữa ấy. Bản thân mình đang bị gồng ấy, gồng vãi lồn với cái việc này. Thượng Hải đi anh, thứ ba em đi Thượng Hải. Ui, đi Trung Quốc xin visa khó vãi lồn ấy. Với cả là đi Trung Quốc anh đi rồi, Thượng Hải đấy. Thượng Hải thì anh chưa đi, nhưng mà Trung Quốc anh đi mấy lần rồi. Quê anh ở Cao Bằng có 3 cửa khẩu gần Trung Quốc cơ. Đi bại cứ Tết là đi ra nhà bạn ở ngay gần chỗ cửa khẩu Tà Lùng ấy, xong rồi sang bên đấy đốt pháo, vui vãi lồn. Mình không biết là bây giờ nó khác từ ngày xưa, nhưng mà ngày xưa mình đi Trung Quốc nhá, là bọn mình sẽ ra gần biên giới. Và ở sát biên giới đây nó sẽ có những cái đường mà nó tức là cách nhau một cái sông hay một cái suối, rồi bên kia sẽ là Trung Quốc và bên này sẽ là Việt Nam. Và bọn mình sẽ đi bộ sang, sẽ có người Trung Quốc thu tiền ở bên đấy. Là sang bên đấy sẽ có một cái chợ của Trung Quốc, và cứ mua pháo đốt thoải mái, nghịch thoải mái, xong rồi chán thì lại về. Đơn giản lại luôn, nên mình nghĩ đéo hiểu, vì vậy chúng có vượt biên dễ vậy đái luôn. Cảm ơn Dollar Game nhé, anh ơi ngày mai có nhiều bài tập phải nộp quá mà tối nay không làm xong. Vãi lồn nhỉ. Bây giờ quay lại cái tuổi thơ, nghĩ về cái chuyện mà anh em mình phải làm bài tập về nhà. Nhưng mà đổi lại được cái gì các bạn biết không? Mình ăn cơm bố mẹ, hiểu không? Mình nhận tiền của bố mẹ để tiêu ăn vặt hàng ngày thì mình những cái việc đấy mình phải làm. Còn bây giờ ấy, mình đéo phụ thuộc vào ai cả, cuộc sống là do mình quyết định. Nhưng mà đổi lại cái là mình lại phải kiếm tiền thì mẹ khổ vãi lồn. Thế thì thà bây giờ như mình ấy, bây giờ mình đang đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, thà mình quay lại cái thời ngày xưa mình phải làm bài tập về nhà, nhưng mà còn sướng hơn là mình đéo phải nghĩ về cái chuyện là phải kiếm tiền hàng ngày, mệt vãi cả đái ra. Lên lớp lại còn được đi học với các bạn, được trêu gái, được bắn cung, vui vãi lồn ra. Bắn cung là gì các bạn? Ngày xưa đéo chơi bắn cung à? Các bạn ngồi đằng sau, các bạn kéo áo của bọn gái ấy, bẹp vui vãi lồn. Áp lực á. Thì bây giờ các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, các bạn còn đang tiêu tiền của bố mẹ, các bạn đéo phải nghĩ gì ngoài cái việc học không mà các bạn kêu áp lực. Thế thì sau này khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn đi làm, các bạn kiếm tiền rồi, và khi các bạn có cho mình một cái gia đình riêng rồi, các bạn có con rồi, thì luôn các bạn sẽ hiểu cái áp lực là như thế nào. Lúc đấy thì nó đéo phải là những cái thằng bạn cùng lớp, nó đéo phải là giáo viên trù dập nữa, mà địt mẹ lúc đấy bắt đầu là đồng nghiệp, lúc đấy là bắt đầu là sếp, địt mẹ mới lúc đấy là bắt đầu những cái mối quan hệ hãm lồn ở bên ngoài. Nó gọi là áp lực cuộc sống thực sự luôn. Và địt mẹ mày mỗi ngày các bạn ngủ dậy là các bạn sẽ phải ngồi nghĩ là địt mẹ mày một tháng các bạn phải kiếm ra bao nhiêu tiền để lo cuộc sống. Từ tiền điện, tiền nước, tiền bỉm sữa cho con, địt mẹ mày xong rồi đến mấy cái tiền xăng xe, rồi tiền ăn trưa, tiền ăn tối. Địt mẹ bao nhiêu thứ, bao nhiêu món mệt vãi lồn, mình trải qua hết rồi. Nên mình nói thật với các bạn, cái tuổi học sinh là cái tuổi sướng nhất. Ngoài học các bạn chả phải làm cái đéo gì cả. À địt mẹ loanh quanh nhiều bạn làm thêm mấy cái việc như rửa bát với cả nấu cơm, địt mẹ đơn giản vãi lồn. Nghe nói anh stream hết thứ năm anh nghỉ à? Ủa ai bảo thế vậy? À đúng rồi, mấy hôm tới mình đi ăn cưới thằng ốc ở trong Sài Gòn nên mình off 2 hôm. Cảm ơn Cường Thiên Tài nhá. Em chưa được nghe anh hát lại đi làm cái live show 20 bài thu âm ra video luôn. Không phải, mà là hát ấy, nó phải tùy từng hôm, ca sĩ nó phải có cảm hứng. Và hôm đéo là nó biểu diễn ở đâu các bạn, từ từ chứ. Bố mẹ em cũng nói như anh. Ờ thì đi phải mới đúng là như thế. Ngày xưa nhá, các bạn đi học, bây giờ các bạn có thầy giáo viên nói cái câu đi phải mình chắc chắn là thằng đéo nó đã từng nghe. Đấy là học cho mình chứ đéo học cho ai. Ngày xưa mình bảo đi phải mà bố mẹ bắt học chứ mình có muốn đi học đéo đâu. Nhưng mà thực sự khi các bạn ra trường hay là khi các bạn bắt đầu đi học cao đẳng hay đại học gì đó, các bạn sẽ thấy cái câu ấy là đúng vãi lồn. Đến khi các bạn ra trường, các bạn đi mẹ mày đéo kiến thức ấy, hay là đéo biết một cái con cặc gì á, đi xin việc đâu khó, trừ khi con ông cháu cha hoặc là làm những cái nghề lao động chân tay, ví dụ như bưng bê cà phê, trông quán net các thứ, thì đéo nói làm gì, đéo cần kiến thức. Chứ còn đi mẹ các bạn muốn một công việc ổn định, tay cầm bút chân đút gần bàn ấy, đi mẹ mày học cho nó tốt vào, cho nó nhanh. Cái tuổi các bạn đéo phải kiếm tiền, tuổi các bạn chỉ cắm mặt vào học mà thôi. Nên là thôi, đi mẹ cố mà học đi. Cảm ơn Vinh nhá. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đang làm, anh giúp đỡ. Anh giúp em đỡ cô đơn rất nhiều ở nơi xứ lạ, hy vọng anh sớm tìm được niềm vui. Ô cảm ơn Vinh nhá, cảm ơn em nhiều. Nghe nó thì nghe nó to vãi lồn vậy. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn Nguyễn Vũ nhá.
Mấy nhóc không hiểu đâu, anh em đi làm rồi biết áp lực như nào. Tháng em kiếm nhiều thì mệt thật, nhưng nhiều lúc stress kinh khủng. Lúc đó em muốn chỉ muốn xách vali lên và đi. Đi mẹ uầy. Đi mẹ, cái công việc như em, cái quan trọng là có nhiều người ấy. Có sẽ có hai kiểu. Một là làm đủ ăn, đủ sống. Hai là kiểu làm nhiều hẳn ấy. Thì nó có cái cách giải xả stress riêng. Chứ còn giống như ngày xưa mình làm văn phòng, mình thề với các bạn, kể cả cái hồi mà mình lấy vợ rồi nhá, mình đi làm một tháng mình được 6,5 triệu, như mình nhớ không nhầm. 6,5 triệu đấy là may là vợ chồng mình là có nhà nhá, nhưng mà sống vẫn đéo đủ, mẹ sống rè vãi lồn luôn. Em năm nay sinh viên năm nhất, từ lúc học đại học đến giờ em thấy sướng vãi cả lồn, tiền không phải nghĩ, ở không phải lo. Không biết đến, không biết như thế nào nhưng mà nhiều đứa nó hay kêu áp lực, em đéo hiểu nó áp lực ở đâu. Cái cuộc sống của em đi sướng vãi lồn, tiền không phải nghĩ, ở không phải lo. Cái cuộc sống của em đéo phải là sinh ra ở vạch đích, mà em sinh ra ở đi phải trước vạch đích rồi em phải đi lùi lại mới đến vạch đích, hiểu không? Cái cuộc sống của em là nó khác với những người khác. Giống như thằng xe me ấy, đéo biết làm cái lồn gì, địt mẹ mới toàn nghĩ nó đi đâu Maldives, xong rồi địt mẹ mới đêm 5 giờ sáng đi nấu gà ăn. Cái cuộc sống nó đơn giản vãi lồn. Chán thì lại gọi mấy bình bóng về hút, gọi mấy con em đến chơi, địt mẹ. Chung là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Các bạn không có xuất phát điểm tốt ấy, thì các bạn phải cố gắng. Các bạn mà có một gia đình nó khá giả hay là tốt cho công việc của các bạn thì các bạn nên tự lập. Nó sẽ tốt cho tất cả những cái gì của các bạn sau này. Cái tương lai của các bạn ấy nó được hình thành từ cái quá khứ, từ những cái kinh nghiệm sống, từ những cái gì mà các bạn tích lũy kể cả về vật chất. Tức là mình khuyên thực sự là nếu như các bạn nào mà còn đang khó khăn thì hãy cố gắng lên. Còn bạn nào mà đang có cho mình những cái gì mà nền móng mà gia đình để lại cho rồi, hãy cố gắng mà giữ và trở thành con người tốt. Chứ địt mẹ mày đừng có mẹ mày bóng bánh, rồi là địt mẹ mày chơi chất kích thích, rồi là địt mày ăn chơi bù phú, rồi các thứ. Rồi dần dần nó cũng nát hết à. Cảm ơn CE nhá. Crush đang status bị tổn thương nên làm gì cho ngầu của anh. Địt mẹ mày làm đéo gì em. Địt mẹ mày nó tổn thương với thằng khác thì địt mẹ mày quan tâm làm cái đéo. Tại sao các bạn? Crush nghĩa là nhau, crush nghĩa là bạn yêu đơn phương một đứa nào đấy à, phải không? Nghĩa là như thế đúng không? Ngày xưa bọn mình đi học là đéo có cái chuyện gọi là crush đâu. Crush là cái đéo ấy, đi phải mày, bây giờ mới có từ mới vãi lồn ra. Mình đéo hiểu cái cảm giác crush là thế đéo nào, nhưng mà với bản thân mình ấy, đi phải bây giờ mình nhìn lại ấy, mình thấy những cái chuyện này nó trẻ con vãi cả lồn. Có thể là nó là những cái rung động đầu đời, nó là những cái cảm xúc mà đi phải mình chưa hình thành một cách hoàn thiện. Nhưng mà sau này mình nhìn lại mình thấy chả tội đéo thì mình phải bỏ thời gian ra để vẽ cái cuộc sống của bố mày lo còn chưa xong mà bố mày còn phải đi lo những người khác. Nghĩ thế cho nhanh. Anh thực sự là anh nghĩ như thế đấy. Rất. Cảm ơn Vinh, em đang học cấp 3 ở Mỹ. Em nhát nên ít bạn lắm, suốt ngày chỉ xem stream anh thôi. Anh tưởng là đi học ở nước ngoài nó phải có những cái cộng đồng người Việt. Nó không nói về cái bạn bè nước ngoài, nhưng mà nó phải có một cái cộng đồng người Việt chứ, ở bất cứ đâu chứ, xong anh em sẽ chơi với nhau kiểu rất là vui, kiểu như là ở nước ngoài gặp nhau vui. Cái hồi ngày xưa mà mình mới xuống Hà Nội học này, mình đi ra đường mình thấy một cái xe biển 11, nghĩa là biển ở trên Cao Bằng mình thích lắm, kiểu như là ôi đi mẹ mày Đông Hương này, thấy biển Cao Bằng này kiểu vui vẻ đái luôn ấy. Bây giờ mình ra đường thì chỗ mình thấy mình vẫn thấy vui, biển Cao Bằng này. Có hôm mình đi Grab lại gặp ông thì bạn mình chạy ô tô biển 11 cơ, đi Grab ngồi nói chuyện vui vãi lồn. Mình tưởng ở nước ngoài thì bạn mình cái niềm vui nó phải được nhân đôi lên chứ. Lời khuyên cho mấy em còn đang học là cố gắng tích lũy càng nhiều kỹ năng sống càng tốt, sau này dễ xin việc bươn trải tự thân kinh doanh, muốn kiếm tiền bản thân sống thoải mái hơn thì chịu có nhiều áp lực. Cái đấy là đúng đấy. Như bản thân mình thấy thôi, tất cả những cái gì mình đang nói với các bạn. Các bạn bây giờ các bạn ngồi nghĩ là các bạn xem stream mình vì cái gì ở đây. Ví dụ bây giờ đang có 20.000 người xem thì mình nghĩ là có khoảng 30-40% người xem mình là tại vì mình chơi game nó hài hài thời gian đầu. Có khoảng 20% là xem mình tại vì mình hay ngồi nói xàm, nói về những cái kinh nghiệm sống, xong rồi mình hay chỉ các bạn thế này thế kia, các bạn học hỏi được nhiều thứ. Còn nhiều phần trăm khác là view thì bạn mày đéo hiểu đâu ra vào xem tí xong rồi kích out ra thì bạn mày đéo nói làm gì. Nhưng mà tất cả những cái gì mình đang làm đến cả cái thời điểm bây giờ, mình ngồi xàm lồn với các bạn, mình nói về cái chuyện tương lai, chuyện quá khứ, chuyện kinh nghiệm, chia sẻ với tất cả những cái gì mình trải qua đều là cái chuyện quá khứ của mình mà mình đã từng trải qua rồi. Đấy là cái kinh nghiệm sống mà mình đã từng tích lũy và mình nói lại với các bạn. Mình đéo thể ngồi đi mẹ mày xàm lồn, mình là một thằng
thì mẹ mày được bố mẹ thì mẹ mày nâng đỡ từ nhỏ và mình chưa trải qua một cái gì mà mình có thể ngồi nói như vậy được, thì mẹ đấy người ta gọi là xàm lồn mà các bạn nghe mà tí là các bạn chán ngay, thì vì nó đéo thực tế. Thế thôi, anh em được gia đình hướng đi du học Pháp, theo anh em có nên đi không? Em hơi sợ. Em được gia đình Vũ Ngọc Anh ấy, em là con gái à? Để anh xem nào, đéo biết em là con gái hay con trai, nhưng mà anh sẽ tư vấn theo kiểu em là một đứa con gái nhá. Em được gia đình hướng đi du học ở Pháp, theo anh em có nên đi không? Em hơi sợ. Em sợ cái gì? Em đọc báo nhiều quá. Cái xã hội bây giờ, cái mạng xã hội nó phát triển quá nhiều luôn. Em đọc báo đúng không? Đây em lên Google em search thử xem là đi mẹ những nước có tỷ, tức là bảng xếp hạng chim dài nhất thế giới thì Pháp là đứng đầu. Em sợ, sợ cái đấy à? Hay là em sợ cái gì? Ôi nói vui thế thôi. Đi du học, anh không biết là em bao nhiêu tuổi, nhưng mà đi du học là tốt, nó cho em một cuộc sống tự lập. Với bản thân anh, ngày xưa anh rời bỏ quê hương Cao Bằng, anh xuống dưới Hà Nội anh du học, học được rất là nhiều thứ luôn, học được cực kỳ nhiều thứ, nhất là cái tính tự lập. Cái tính tự lập là một trong những cái tính sẽ quyết định sau này em sẽ trưởng thành sớm hay là muộn. Có những người 30 tuổi người ta vẫn chưa trưởng thành, có những người 40 tuổi vẫn như một đứa trẻ con vậy, nhưng có những người 20 đến 25 tuổi thôi người ta đã là một người lớn và người ta biết suy nghĩ rồi, độc lập trong cả tài chính, độc lập trong cả công việc, độc lập trong cả cách suy nghĩ luôn, không cần dựa vào bất cứ ai cả. Cái đấy là cái đáng học nhất trong cái cuộc sống này, anh nghĩ là như vậy. Nếu như em có cơ hội được đi du học ấy, thì anh nghĩ là em nên đi. Em không phải là học những cái kiến thức ở nước ngoài, em không phải là được giao tiếp với bạn bè quốc tế, mà cái quan trọng ấy là em học được cái tính tự lập của bản thân mình. Em tự biết xoay sở như thế nào, em tự biết phải làm sao cho nó đúng, em tự biết giải quyết những công việc ra sao. Với bản thân anh là thế. Có điều kiện thì tội gì không đi. Cảm ơn Nguyễn Vũ nhá. Vũ ơi, donate hơi nhiều đấy Vũ ơi, donate vừa vừa thôi. Anh off stream đấy, đủ tiền rồi. Thì mẹ hôm nay được hơn triệu rồi. Ôi đéo phải đâu, hôm nay được 3 triệu rồi. Ui, các bạn nhìn này, mình đang có một cái phần mềm tổng hợp donate do bạn Tùng Tata, bạn ấy làm giúp mình. Này các bạn nhìn này, ịp mẹ cái phần mềm này hay vãi lồn luôn. Đây là từ nay mình không phải mở tab, mở tùng gì để mình xem nữa. Đây, các bạn thấy hợp lý không? Đấy. Địt mẹ, mình chỉ cần nhìn đấy, có bạn là donate này, số tiền bao nhiêu này, thời gian bao nhiêu này, donate ở nguồn nào này. Xong rồi địt mẹ mày lời nhắn ra sao này, mình chỉ ngồi mình đọc thôi. Xịn vãi lồn. Cảm ơn Tùng Tata nhiều nhá, em viết cái phần mềm này phải nói là địt mẹ hấp dẫn vãi lồn luôn. Cuộc sống của bạn, bạn tự nắm thôi Ngọc ạ. Ủa, cảm ơn Vũ nha. Đây là lời nhắn của bạn Vũ gửi đến bạn Ngọc. Ủa, nghe đi bạn Vũ với Ngọc. Cuộc sống của bạn, bạn tự nắm thôi Ngọc ạ. Bạn xác định để đi học kiến thức, thêm kỹ năng sau này, đi làm thì nên đi nhé. Còn đi cho vui thì thôi đừng đi, phí tiền bố mẹ lắm. Đi mẹ mày, đây là kinh nghiệm một người từng trải, hiểu không? Cảm ơn Tuấn Anh nhá. Tôi đem cưa một bạn dạo này nó cứ kêu bận, bận đến nỗi không nhắn nổi một tin nhắn, thì bây giờ em có nên kệ mẹ nó không và đi tìm mối quan hệ khác không? Em đang là cửa dưới đấy em. Anh nói luôn với em là em đang cửa dưới, em đang bị chạy theo người ta đấy. Và con gái đéo thích một người con trai chạy theo người ta đâu. Người ta chỉ thích một đứa bad boy, một đứa lạnh lùng, một đứa địt mẹ mày đi phang đủ tất cả các lô cốt. Và địt mẹ mày bọn gái luôn có một niềm tin về những cái thằng bad boy đấy là sẽ quay lại với bản thân mình. Đéo, địt mẹ mày cuộc sống nó hãm lồn ở chỗ đấy. Tại sao địt mẹ mày những cái người đàn ông nó tốt vãi lồn, nó biết chăm lo gia đình, nó trưởng thành sớm hơn bạn bè. Địt mẹ mày nó yêu thật lòng thì bọn nó lại đéo thích. Bọn nó lại thích những đứa mà địt mẹ mày phải ăn chơi bù khú, nó lại thích những đứa phải kiểu như là tán hết con này đến con khác. Và bọn gái nó luôn có một cái niềm tin mãnh liệt vãi lồn là thằng con trai đấy nó vẫn có một chút thì đấy là yêu mình và sẽ quay lại với bản thân mình. Đéo hiểu. Khó hiểu vãi lồn. Đấy mới gọi là cuộc sống.